Thì năm nay có lẽ cảm xúc nó sẽ hơi khác một chút, bởi vì chị đang bận việc với công việc hiện tại là đây sách. Thì có thể chia sẻ một chút công việc của mình, chị đã sắp xếp như thế nào để có thể vận về cái đôi đường để mà đến ngày tham dự thì bận thì rất là bận, còn khách hàng cũng vừa hết bệnh, một căn bệnh rất là nặng. Thật ra thì tháng 6 là tháng phải quy định để mà khách hàng cũng như là FC của mình gặp gỡ nhau, nhưng mà vì năm nay thì có một chị vui trong gia đình nên là dời qua tháng 7, nên là bây giờ mới được gặp gỡ tất cả mọi người, nên là chắc chắn là cái việc chờ đợi trong lòng của FC của khách hàng cũng đã nung nấu rất là lâu để có thể có đề cập ngày hôm nay. Và bằng chứng là nãy giờ tất cả những bài hát xưa thật là xưa, cũ thật là cũ khi mang lên thì tất cả các bạn đều hát theo. Đó là một trong những cái khoảnh khắc rất là đẹp của đối với một người làm nghệ sĩ và ca sĩ như Minh Hằng. Và trong thời điểm này thì thật sự rất là bận, phải chuẩn bị rất là nhiều thứ về kiến thức của mình, rồi chiến lược, rồi tìm kiếm những người giỏi để ở bên cạnh mình, giúp mình trong tim của mình để có thể chiến thắng. Là một trong những cái mà Minh Hằng đang phải cùng với tim của mình làm việc rất là nhiều cho công việc vị trí của người viên. Vì trong một vài ngày nữa thôi thì bắt đầu sẽ khởi quay, và quay thì với cường độ làm việc thì rất là lớn, hầu như là 2 tháng liên tục và sẽ không có ngày nghỉ. Nên là bây giờ là trong thời gian mà mình phải chuẩn bị sức khỏe, tinh thần, kiến thức cũng như tất cả mọi thứ. Dạ, thì chị có thể chia sẻ một chút cái tiêu chí để mà mình lựa chọn cái thí sinh cho team Minh Hằng để chiến đấu lại hai đội kia không? Rõ ràng thấy là khi mà team Minh Hằng là một team không có một cái định luật nào hết cho đội phê năm nay, và Minh Hằng luôn đưa ra những cái tiêu chí nó khác biệt. Tại sao Minh Hằng ngồi vào vị trí này? Để mang đến một nguồn hy vọng, một nguồn ánh sáng cho những cô nàng không đủ chiều cao nhưng vẫn đủ niềm đam mê của mình đối với lại nghệ thuật, và cũng có thể là một niềm hy vọng rất là to lớn cho những cô nàng chân thật dài, nhưng mà thật ra hồi đó giờ chỉ đi sang cách quốc mà chưa hề trải nghiệm mình ở những một lĩnh vực khác mà một người nghệ sĩ còn có. Mình hành nghĩ như thế nên là cứ đến thôi, cứ chiến thôi. Tất cả những gì mình hành có được, những kinh nghiệm, những sự sai sót của mình, vì khi mà người càng có nhiều lỗi lầm, người càng có nhiều điều sai thì họ lại càng được rút kinh nghiệm cho mình rất là nhiều. Mình hành sẽ truyền đạt cho hết tất cả những gì mà mình hành đã có được. Thì khi mà mình hành confirm là mình sẽ ngồi vào ghế nóng thì có nhiều cái tin như là những cái lời nhận xét nó không tốt cho cái tình huống của mình đó. Thì khi mà nghe những cái lời đó và những cái hình ảnh mà họ không tôn trọng như là không đề cao cái khả năng của mình hàng á, mình hàng có cảm xúc gì không? Có thì có, thì có cảm thấy buồn hay là như thế nào đó? Tất cả mọi thứ đều là mọi những cái bình luận hay là những cái sự trái chiều đó đều xảy ra khi cuộc thi chưa bắt đầu, khi mà mọi người chưa thấy mình hàng sẽ làm gì. Nên là hàng không có gì phải bận lòng cả. Còn nếu như sau này một vài tập đã phát hành rồi mà mọi người vẫn có cùng quan điểm như thế thì mình phải nhìn lại bản thân mình. Rồi, có nhân tố nào hiện tại trong đợt phai đang gọi là vô cùng không? Mình có thể bật mí một chút xíu về đợt phai, có nghĩa là có nhân tố nào trong team của mình á là hot á, thì có thể bật mí. Bây giờ vẫn chưa được chọn team luôn. Chưa luôn. Chưa được chọn team. Nên là chưa biết là trong